Ủa, hôm nay có cuộc chuyển giao, à quên, thương lượng đàm phán kinh điển rồi, anh em say hết đừng có xa cả, các bác cái say, các bác này đặc ngầm. Anh thì đôi khi đúng thì là anh nói à, không không nên là anh em trao đổi kỹ thuật thôi anh, anh hòa không vậy là em đang hỏi anh ý bình luận mẹ chịu nhiều quá anh là hai con lô quê của nó gì nè sao vậy. À, biết cây này ở đâu không? Đi đâu? Giới thiệu xuất. Giới thiệu xuất. Là quạt lá thì muốn ở đâu? Chú nói bố. Khách à? Đấy, cái đỉnh cao vẫn là cái cửa đâu? Tìm này cái tiên sắp xếp cái cây lấy của anh Thành ấy. Đấy, cây đấy mới lớn nhanh nhỉ? Cây cây chỗ anh ấy thế em mới thế em mới hỏi anh ý cái đấy chỉ là chỉ có giá là tại sao bởi vì em thì em lại nó phi kinh thật em làm cây à em chẳng nhận ra đó, đá, em làm cây à không còn đấy được chơi hay mua bán à kinh doanh ấy à, kinh doanh thì anh nói thật với mày nghe điểm rơi ở chỗ này là chỗ mà cái thằng nào thích nó mua thì đấy là điểm rơi đúng không mình bán cây mà thì mẹ thì nó rơi tiền vào cái cây của mình làm cái gì háo làm có rơi tiền vào cây của mình đấy là điểm rơi đấy là thành công rồi chứ đúng không bây giờ, chứ bây giờ mình làm rơi nhưng mà nó đéo rơi tiền thì rơi cái gì nó là xa bờ chứ đâu không phải điểm rơi nữa em ạ đấy mình làm cây mình bán cây mình yêu nghệ thuật mình lấy cái nghệ thuật trước đầu tiên à chưa bây không, giờ là không phải em để em nói thuần túy là nghệ thuật đúng không thuần túy nghệ thuật bỏ qua vấn đề mua bán đi thuần túy nghệ thuật đúng không cái điểm rơi đúng không tìm cái rơi của nó đang tự nhiên đây đây là tự nhiên đây anh đang bỏ cái tự nhiên ý anh bảo là cái đây, anh, cái này rất nếu, tự nhiên cho này đây là cái này đang anh Hoàng đang để cái tự nhiên cực kỳ tự nhiên này vô tình cái tự nhiên đây cái vô tình này rất rơi tự nhiên chưa cần mình phải rơi rơi vào đấy em thấy anh bỏ đấy ôi nhưng anh không thích bỏ anh thích cứ thích rơi ở đấy cơ ừ. Thì em đang hỏi anh ý thì vì em không biết đâu thì em đang hỏi anh ý là tại sao lại không được rơi đấy thì anh bảo đấy là cái tay gì để tay thiết khách à theo Trung Quốc là tay thiết khách gì, à lý do gì mà không được rơi ở đây nào đấy tay này tay thiết khách tay thiết khách là không có rơi sách Trung Quốc là không có rơi ở lách không có rơi theo sách của Trung Quốc thì nó là không rơi nhưng mình là người Việt Nam cơ mà đúng không mình con cháu ra của họ mình là người Việt Nam cơ mà mình là một em người là giao chỉ con cháu có chất cái phải như này như ai mình còn chất cái đi theo thế này không anh ơi nhưng mà em nghĩ là cái kiểu đúng không anh còn để còn chất cái mình còn đấy là mình phải có cái riêng của mình đúng rồi phải có mình chứ. Hòa nhập nhưng không hòa tan thì đấy đó nhưng mới mà cái này mãi mãi không bao giờ hòa được vào cái này đừng có biến một cái nét nhỏ biến vào cái thân thân là chủ đạo còn ở huyện này anh không lo hỏi quận này không lo như thành phố tất cả là như người Việt mình máu đỏ ra vàng anh nói thế nào đâu nếu anh thành phố nhé máu đỏ ra vàng thì làm sao là các cái khác đấy là cái tay cái chân cái răng chi cành nhưng mà tóm lại là làm sao ý là như thế nào vấn đề là anh giải thích cho rõ cái chỗ này này ý là nó tại sao mà lại không để được cái chỗ này á không em đang hỏi anh anh nói cái này không sống được thì đến ngày hôm nay nó được khoảng mấy năm rồi đây 3-4 năm rồi đây sao nó lại mọc ra được 3-4 năm thả tự nhiên đây cái thả tự nhiên thì nó được như này ừ. Cái không được bất bất biến muốn hay không được tự do đúng không cái này không được tự do cái này mình phải cắt về chuyện nó được như này mà cái tự do nó được như này là như nào chả hiểu không phải vì nó quá bé nó bé thì làm sao cái tự do tại sao bé mình yêu tự do mà tại sao nó bé cái cắt giật tại sao nó hưởng dương nó được hưởng dương hưởng nhưng mà bóng lại thì làm sao vì muốn hay không là quy luật của muốn hay không là âm dương ừ cái âm dương thì em thì làm sao tóm lại là làm sao ý em là bệnh này nghe anh em là bệnh là phải hưởng dương để biết dương phải nhé ừ, nhưng mà
thì với em nó là nhất, nhưng mà với anh thì nó không phải là nhất thì làm sao? Làm gì mình quay bổng. Anh không thích nhất, anh thích nhì thôi. Thì mình làm cũng có tao. Anh có cần nhất đâu, em thích nhất, em cứ nhất, anh thích nhì cũng được không? Quảm vợ cốt chốt làm tiền. Ý anh là như thế đấy. Ý anh là em thích nhất đúng không? Thì em cứ làm cái nhất của em, anh thích về gì? Em có biết là có những loại người thích làm nhân viên, không thích làm sale không? Em có biết có loại người đấy không? Anh là cái loại người đấy. Anh bán luôn. Anh thích về gì? Anh có thích về gì? Anh nói chuyện. Anh là người không vườn, người gì mà anh thì anh em mình có quan điểm như thế đâu, anh cả đồ nên là sổ đéo lắm, chắc chắn tiền hay là giá mà cũng làm được. Anh thằng Hải anh bảo làm được nhưng mà lâu, anh cũng lo ba chục năm, ba chục năm mới bác, bây giờ bác sống mẹ thì nó phải giỏi được bị mẹ mày tao những cây thì bây giờ em làm được cái nào em lý em cho anh em xem nào, bây giờ quán mẹ em làm mà em cảm thấy em lý ra về cái kiến thức của em cho anh xem nào, 16 tỷ bạn, để cả cây em bán rồi, vừa rồi giảm thì cho anh xem thử cây của em là anh nghe nói anh đau đầu quá, anh bán 16 tỷ, bây giờ cho xem sản phẩm thế nào, nha. Kể là cây em bán rồi, cho anh em tám tỷ, Y20 đấy rồi, hơn 3 tỷ làm được, làm được đấy. 2 tỷ 90 mét vuông, 2 tỷ 9, anh không thích nghe nhiều đâu, 2 tỷ 9 khổ quá, trong khu nhà nó vừa bán xong nó vừa mua nhà khác này em, 90 mét vuông, 90 mét cả, 2 tỷ 9, 3 tỷ rưỡi, tầm 3 tỷ 4, 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ rưỡi rồi, kể cả mua thì 3 tỷ rưỡi đi, mình vẫn còn từ tiền mình ra ngoài ngoài mình làm mà, mình vẫn còn 2 tỷ rưỡi, thoải mái đi. Mình cứ cho là mình hết 1.5 tỷ đi. Đúng rồi. Thì mình vẫn còn 1 tỷ để lại cho vợ. Anh nói nha, 6 tỷ mình xác định mất 4 tỷ đi. 2 tỷ cho vợ 1 tỷ đi. Còn 1 tỷ mình nhảy ra ngoài nào. Thấy em cái rồi. Thấy mẹ thấy đấy. Cái số thằng tài. Ờ đây, tài nó bảo là có 15 triệu một tháng thì theo nhảy mẹ ông làm mẹ 200 mét vuông. Đúng rồi. Đeo. Nghĩ. Cái lại đây. Nhưng nó giả 5 tỷ đéo. Hôm qua là nghỉ ngồi ngoài là tối chít là để không không nghe. Không. 6 tỷ. Anh bảo 6 tỷ. Cho đúng 6 tỷ. Được thì chuyển. Được phát anh chuyển lên chỗ nhà thì nhau 2.000 mét vuông rồi mẹ, cái chỗ mà đường Võ Chí Công đi rẽ đường của nhà mình đi về thì mình đấy đường Đông Ngạc đấy, đấy 2.000 mét vuông, bao nhiêu đâu, 20 triệu một năm, ít vẽ là 2-4.000 mét, gồm tất cả cái gì, anh cho chủ máy tự nhiên tạo, cũng tài đấy. Xây bố xây xung quanh rồi. Tự nhiên thì nó phải có âm có dương. Mẹ nhảy ra đây, bố mẹ mở vườn đấy, nó phải có âm có dương. Đấy, đéo gì. Quả không được. Âm quả không được. Đẹp đẽ đúng không? Ừ. Chống quanh mà. Đó là lép từ nhà. Thằng Hải nhỉ. Chống mà lại thiếu mái là chết rồi. Đúng không? Anh để đủ. Anh thì không thích dương. Anh cứ để đủ. Chống mái là chết rồi. Lấy âm đủ. Thì anh dương quá là làm gì? Chỗ đấy nó không quy hoạch cả. Trong nữ thì cũng có tính dương, mà trong đàn ông vẫn có cả tính âm mà. Đúng rồi. Trong nữ là chẳng mất luôn. Cô tài cả. Nên là bọn nó mua, bọn đệ chính mua đấy là nó ngu. Lại có giao dịch rồi, cứ lỗ là dễ giao dịch. Cho mất cây luôn này thì chuyển khoản cho mất luôn này. Này thì huyền này. Anh cứ thích này em sướng. Thích quá chị, thích thì mới luôn và ngay chứ. Anh gọi cho dễ. Okay. Đây em đọc địa chỉ bác đây. Thế là xong rồi. Thế là xong rồi. Nhoàng cái bán được cây. Ê gì đấy?